Em sẽ rước anh về làm rể của má em liền. Đặng Hoàng Sơn, cho chơi chung với Nhiên ơi. Vô chơi đi anh. Ai cũng có một cái điểm đặc biệt là của cá nhân bản thân mình mà mọi người. Ví dụ bây giờ có thể là người ta chơi Nhiên xấu nhưng mà Nhiên không có tự ti ha. Có lẽ con gái mà bị chơi xấu là tự ti lắm á. Ví dụ giờ đáng lẽ mình xấu thiệt, ví dụ vậy đi. Người ta chơi mình xấu mình không tự ti. Tuy mình xấu nhưng mà cái thứ nhất mình có là mình có nhân phẩm tốt. Thứ hai nữa là mình có học thức tốt. Thứ ba nữa mình có công việc đàng hoàng, không làm gì ảnh hưởng đến xã hội. Thứ tư nữa mình hiếu thảo, mình cư xử mình là một người có đạo đức tốt nữa. Nhiều thứ lắm các bạn, không có gì cả. Có nhiều có quan trọng là đối tượng nhìn của các bạn linh tinh rồi cây 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 cây. Các bạn để ý tới đó là người ta cần cái điều gì. Có người người ta cần đẹp trai nhưng có người người ta cũng cần tình cảm vậy. Họ chưa phù hợp thì thôi, còn không thì mình cố gắng cho phù hợp với họ. Nhiều hướng mà. Quỳnh Chi chuyên quần áo nữ nha các bạn. Xinh đẹp tình cảm nhiều người có lắm, đừng yêu chị em. Đặng Hoàng Khởi, câu này hay nè. Rồi sẽ có người phù hợp thôi mọi người. Quan trọng là thời gian bao lâu thôi. Giờ mấy bạn thích một người đẹp đi, mà mấy bạn thích một người đẹp gái đi. Mặt cười chảy nước. Thì tất nhiên những cái người xấu mấy bạn sẽ không để ý tới rồi, đúng không? Mà giờ mấy bạn thích những cái người mà người ta tính tình tốt đi, thì dù cái người con gái nó đẹp cỡ nào mà mấy bạn tìm hiểu, mấy bạn thấy tính của người ta không ổn mà mấy bạn cũng tự rút lui à. Còn không rút lui đôn vô thì cái có ngày nó cũng không thành đó mọi người. Chuyện đó là sớm muộn thôi. Nếu mà đã không phù hợp từ đầu chỉ còn cách là làm cho nó phù hợp hơn, hoặc là tìm một cái gì đó phù hợp hơn thôi. Thế Đoàn, Quỳnh Chi bán xịt đỏ à? Fly through the sky. Mình không có đẹp mấy bạn. Mấy cái ông mà kiểu như nhiều khi mình like mình cũng có người để ý mình á. Mấy ông mà cứ nghĩ mình xinh là thôi. Mình có bài toán lội ra hết. Không đẹp mà đọc được đúng không mọi người? Có thể là bây giờ hiện tại cái vị trí của Nhiên không hạnh diện đó các bạn. Có khi xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đúng thật là bây giờ Nhiên nhiều khi công việc này của Nhiên không có gì để hạnh diện đó. Nhưng mà Nhiên nhìn lại cái đoạn đường mà Nhiên đã từng trải qua, Nhiên rất hạnh diện bản thân mình. Nó hơi luôn rồi. Nói chuyện không có chấm phẩy gì hết. Muốn tức luôn cái hơi luôn rồi. Tại vì lúc mà nhỏ mình đi học ấy, thì mình cũng là nhất trường lớp ha. Em xin slot với chị. Giờ có lẽ mấy bạn không biết An Nhiên là một cô gái gì như thế nào, nhưng mà khi mình gặp lại bạn bè cũ hay là người thân thì họ đều biết mình là từng trải qua một cái quá khứ rất là tốt đẹp. Không có gì để cho người thân phải lo lắng cái gì á. Dù mấy bạn có quen mình thì người ta vẫn có một cái lời đồn mà con nhỏ này hồi xưa nó học giỏi lắm. Hay là nó tính họ kia, bà trùng đánh con hòn cũng điện thoại lắm vậy đó. Thì chí ít thì người thân mình cũng hãnh diện về mình là được. Mặc dù bây giờ mình không có gì nổi bật hơn ai. Cuộc đời mình sẽ cho cùng bình yên là được thôi. Mọi người có yêu ai tới mức độ nào sau này cũng tìm được người bình yên là quan trọng nhất. Ở bên cạnh đó mình bình yên, thấy mòn luôn nét. Mình yên tâm à, mình tin tưởng họ là được. Không thể nào mà ở bên một người mà mình không tin tưởng được hết á. Mấy bạn đâu biết ốm đau bệnh tật người ta đối xử với mình sao. Nên là cái nhân phẩm của một con người nó quan trọng lắm các bạn. Tin tưởng mình mới làm, mình mới ở bên cạnh và làm thực hiện được tất cả mọi thứ trên đời này.